한저별 왜 어둘수록 더 빛이 밝게 나는지 물들여봐 까맣게 그래야 더 빛나니까. 주 단테 và Chen Seo Jin sẽ chấp nhận điều kiện của Park Jun Ki thật chứ? Chỉ cần có một chút tính chất đe dọa, bọn họ sẽ phải để tâm thôi. Đưa cái máy ghi âm đi. Cho tới lúc chết đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu chúng ta còn có thể gặp mặt lần nữa sẽ là dưới địa ngục. Bây giờ đến lời Kim Minh Hồng ra sân sau. Tôi tin là cô Chin này có thể làm cho Chân Sơ Chin và chú Dante cắn xé tàn sát lẫn nhau. Cô muốn ra giá bao nhiêu hả? 500 tỷ. 500. Nội trong tuần này tôi cần 500 tỷ. Sao? Nếu bây giờ không tiêu diệt chú Dante thì tôi sẽ gặp chuyện.